Và sau rất là nhiều năm nỗ lực và cố gắng, thì cuối cùng họ đã tìm ra được một tinh chất vô cùng đặc biệt, đó chính là Pitera, có mặt trong mọi sản phẩm của SK2. Và thưa quý vị, ngày hôm nay SK2 mong muốn gửi đến quý vị một cột mốc mới rất quan trọng, khi SK2 là một thương hiệu chăm sóc da danh tiếng toàn cầu. Và ngày hôm nay chúng ta ở đây để cùng chào đón cửa hàng chính thức đầu tiên của SK2 đã có mặt tại Việt Nam. Một tràng pháo tay cho cột mốc rất đặc biệt này ạ. Quý tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như toàn thể khán giả đang có mặt ở Takashimaya ngày hôm nay ạ. Và để có thể chia sẻ nhiều hơn thì rất là bây giờ thì mình sẽ được mời anh Hạnh Điền cũng như là Chibu, mình sẽ cùng ngồi ở đây để có thể là có được trực tiếp cũng trò chuyện gần gũi hơn, là phải di chuyển qua nhiều cái quốc gia khác nhau để mà thực hiện cái công việc của mình. Mà trộn vía cho mọi người, Thanh Thanh Huyền đang ngồi sát Chibu, trộn vía làn da rất là căng mọng, rất là rạng rỡ. Chị có thể chia sẻ bí quyết của mình được không? Thực sự là trộn vía nha. Trộn vía gần đây là lịch trình rất là bận rộn, và Chi là một người yêu công việc, yêu sự bận rộn, nên là cũng cảm thấy đang thực sự là hòa mình với đam mê. Thực sự là Chi đang chờ đợi để đúng chuyên gia của chúng ta phải tư vấn cho chị. Chị mới muốn trải nghiệm để xem là các cái thông tin phân tích dữ liệu nó sẽ như thế nào. Và chị cũng thực sự muốn biết là sau khi mà mình magic scan khuôn mặt của mình xong thì có những cái tips gì mới, hay là có những phương pháp gì mới, hoặc là những cái yếu tố gì mà chị cần phải điều chỉnh trong cái phương pháp diễn ra của mình hay không. Thì chắc là chút nữa chị sẽ nhờ chuyên gia của chúng ta sẽ làm magic scan cho khuôn mặt của chị nhé. Rất hân hạnh. Dạ, quý vị khán giả thân mến, chúng tôi cũng rất là mong là quý vị sẽ cùng đến với SK2 để mà chúng ta có thể trải nghiệm được những cái sản phẩm chăm sóc da chất lượng rất là tốt ở đây với tinh chất Pitera, và đồng thời là hãy thử sử dụng Magic Scan để xem thử da của mình đang có những cái điều tuyệt vời nào. Rồi, hai bên.
bên này, chụp bên này, xong qua bên kia chụp bên nước ngủ. Mọi người thấy chưa? Làm sao? Hôm nay đánh xong thì em không có làm. Em hỏi chưa uống gì nữa. Đây mình không biết, mình nhà không biết. Ê, cái đó. Nhà không biết.